Huệ Nguyễn trên diễn đàn hỏi là tại sao sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 người Việt hải ngoại không thành lập chính phủ Lưu Vong? Người Việt, người Việt hải ngoại là ai? Nếu mà người Việt là hải ngoại đó mà không có cái tư cách để nằm ở trong hành pháp thì làm sao mà làm được. Mà cái gì đó, cái hồi lúc đó đó là Việt Nam Cộng Hòa đó, ông Nguyễn Văn Thiệu và những cái người mà trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa chuyển qua Pháp, họ muốn làm lắm thì họ bị gì nhớ đó. Lúc đó họ cũng là những người di dân như chúng ta mà họ bị áp lực của tù Pháp và tù Hoa Kỳ, nếu biểu họ đừng có làm gì hết, họ chỉ mới muốn hợp lại với nhau để là gọi là cái hội hội mỹ dân tử thôi. Quý vị không có nghe rồi, tôi có những cái trao đổi của họ, họ muốn hợp lại để làm gì? Cái hội dân tử tức là những người được bầu cử bởi dân Việt Nam Cộng Hòa thôi, mà nó qua nó làm áp lực. Và cái gì tôi hiểu được là ông Thiệu ông muốn hợp lại một số người để làm cái gì đó ra, nó Hoa Kỳ nó gửi người qua, nó nói đừng có làm gì hết, nó hăm mộng. À, nó có cái vậy kính thưa luật sư với lại quý vị nè, nghĩa là trước năm 2000 đó thì cũng có nhiều cái tổ chức quốc phục quốc, như luật sư cũng có nói đề cập tới là tổ chức của anh Trần Văn Bá rồi Liên đảng, con liên đảng của ông dạ Lê, của liên đảng và của ông Trần Văn Bá, của anh Hoàng Hồ Cơ Tùng. Minh, anh Trần Văn Bá rồi Việt Nam phục quốc, rồi tới ông Hồ Thế Mạch thì kia cũng có nhiều cái tổ chức là người ta cũng muốn là phục quốc. Nhưng mà những cái tổ chức phục quốc đó đó thì trên cái tinh thần ấy, người ta cũng rất là hay, nhưng mà cái ngày đó đó thì những gì đó chưa có tìm hiểu về cái tính cách là liên tục công quyền của một cái chính phủ, cho nên như vậy là không có thuyết phục được cái dư luận quốc tế, thì tôi có nắm rõ cái điều đó. Và gần đây đó thì cũng có nhiều cái tổ chức hải ngoại thì cũng có thành lập những cái chính phủ, nhưng mà chẳng những cái chính phủ đó rồi cũng là đi vào dĩ dãn, tự vì nó không có liên tục công quyền, cho nên thứ nhất là quốc tế không có công nhận, thứ hai đó tính theo cái tính cách pháp lý của quốc tế đó nó thì không có đại diện cho cái nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa, cái thứ ba đó không có thu phục được nhân tâm của những người yêu nước, tự vì những người yêu nước người ta muốn tuân thủ theo hiến pháp của Việt Nam Cộng Hòa cái nền đệ nhị, thì dầu muốn dầu không gì ai cũng muốn làm gì nó thì cũng phải trình tự đi theo cái hiến pháp của gì cái nền đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa. Rồi là sau đó đó thì những cái tổ chức đó đó người ta cũng thành lập những cái chính phủ lưu vong, những cái chính phủ tự phong, những cái chính phủ này kia, nhưng mà nó cũng không đạt được cái kết quả dầu muốn dầu không gì nó thì người ta cũng có cái tấm nhiệt tình với quê hương đất nước. Nhưng bây giờ đó thì tất cả những cái chuyện đã qua, bây giờ tôi có ý với tất cả quý vị đặt câu hỏi đó, quý vị phải nhìn một cái cách thức rằng ai là cái người chủ của miền Nam Việt Nam này, mà cái người chủ của miền Nam Việt Nam này tất nhiên là cái nền đệ nhị Cộng Hòa, mà cái nền đệ nhị Cộng Hòa như vậy là đã bị Cộng sản cưỡng chiếm một cách bất hợp pháp, người ta đã vi phạm vào cái hiệp định Paris năm 1973. Tôi còn nhớ trong cái những cái khoản trong cái hiệp định Paris năm 1973 trong đó có cái, những cái khoản, những cái chương gì đó tôi không nhớ, nhưng mà tôi đọc vừa qua tôi cũng nhớ mấy cái khoản như này. Khi 30 ngày sau để cho người miền Nam Việt Nam, nên nhớ nghe cái từ này quý vị phải nên nhớ đó, để cho người miền Nam Việt Nam bầu cử chọn ra một cái chính thể, tất nhiên nó là Cộng sản Bắc Việt không có được xen vô, chỉ có người miền Nam Việt Nam trong đó tạm thời rằng là người ta biết rằng là cái mặt trận giải phóng miền Nam, nghĩa là cái cánh tay dài của Cộng sản này kia, cho nên nó người ta đưa ra thì đâu có ai mà ưa cái mặt trận giải phóng đâu, cho nên nó đưa ra những cái chương trình đó. Rồi là trong cái hiệp định Paris còn 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 có đó rõ rằng không được trả thù những quân dân cán chính này kia, phải tôn trọng cái này kia, phải hòa hợp và giải dân tộc, cái đó là của miền Nam Việt Nam mà thôi, chứ Cộng sản không có xen vào những cái chỗ đó. Mà người ta còn buộc Cộng sản, nghĩa là căn cứ vào cái hiệp định Geneva năm 1954 đó, đó thì Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tất nhiên là cái nước Việt Nam có Dân Chủ Cộng Hòa là từ cái vĩ tuyến 17 trở ra miền Bắc, và miền Việt Nam Cộng Hòa từ cái vĩ tuyến miền Nam trở về miền Nam, thì trong cái hiệp định Paris đó có nói rằng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không được xen vào những cái nội tình đó của miền Nam Việt Nam, cho nên chúng ta phải nghiên cứu và hiểu rõ ràng toàn bộ cái khi mà Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam tất nhiên nó vi phạm vào toàn bộ cái hiệp định Paris, rồi là người Cộng sản Bắc Việt á, lại vi phạm vào cái việc nhân đạo, trong đó có hòa hợp và giải với lại quân dân kháng chính rồi này kia, tất nhiên cái đó là cái phạm tội của quân dân miền Nam Việt Nam khi mà có cái cuộc tổng tuyển cử mà có quốc tế giám sát. Nhưng mà cái người Campuchia đó thì cũng là cái chiến tranh Đông Dương, nhưng mà người bên Campuchia đó thì người ta nhanh hơn, người ta hay hơn, cho nên tổng tuyển cử tại Campuchia đó thì có quốc tế giám sát, nhưng ở tại miền Nam này thì đã bị Cộng sản cưỡng chiếm, khi mà chúng ta gọi là cái sự cưỡng chiếm tức nghĩa là ăn cướp một cách bất hợp pháp, mà khi ăn cướp một cách bất hợp pháp tất nhiên hiện tại bây giờ chúng ta phải yêu cầu quốc tế và những nước cái đó phải nghiên cứu để giải quyết công việc này, tự vì giàu muốn giàu không gì khi mà 12 thành phần ký ở trong cái kết ước đó
thì người ta đại diện cho một cái quốc gia của họ, thì người ta phải tôn trọng cái danh dự và cái chữ ký của một cái quốc gia đó. Ngày hôm nay người ta không có làm tròn thì chúng ta phải kêu gọi và chúng ta phải yêu cầu người ta phải làm cho nó trọn trọn vẹn. Còn là những cái chính phủ tự xưng tự phong hoặc là thành lập cái chính phủ như luật sư Thọ có nói đó, không có công quyền, không liên tục công quyền theo cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa, thì dầu muốn dầu không gì quốc tế cũng không có công nhận và quốc dân Việt Nam Cộng Hòa cũng không có công nhận. Xin cảm ơn. Để tiếp theo lời của chính trị sử Phi đó, tôi đọc cái điều chính để quý vị để chia sẻ cùng quý vị. Cái điều chính của chương 4 nó nói vậy nè. Cái tên của cái chương nó gọi là việc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam. Điều chính: Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cam kết tôn trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam sau đây. Dạ đúng A. rồi. Quyền tự quyết của nhân dân miền Nam là thiêng liêng bất khả xâm phạm, phải được tất cả các nước tôn trọng. B. Nhân dân miền Nam tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông qua tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có giám sát quốc tế. C. Cái này là quan trọng vô cùng. Các nước ngoài không được áp đặt bất cứ xu hướng chính trị hoặc cá nhân nào đối với nhân dân miền Nam Việt Nam. Quý vị cứ để ý nè. Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và họ nói rằng họ là những nước ngoài. Tức là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một nước ngoài miền Nam Việt Đúng Nam. vậy đó. Được không? Thì quý vị thấy bây giờ ai chiếm cái lãnh thổ của Việt Nam Cộng hòa? Có phải là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nó chiếm lãnh thổ của mình, nó nhập lại, nó lập ra cái Việt Nam xã hội chủ nghĩa không? Như vậy đó là nó là một nước ngoài mà nó đi chiếm, chính nó công nhận đó là một cái nước ngoài của miền Nam Việt Nam, đi chiếm miền Nam Việt Nam, có phải là nó hoàn toàn là vi phạm không? Trái pháp thì công ấy là công ước quốc tế. Thành ra đó Còn quý về vị. về 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 các khoản mà vi phạm nhân đạo nữa đó, kính thưa luật sư, tôi đọc qua nhưng mà tôi không có nhớ hết cái luật sư. Vâng. Thành ra đó quý vị thấy đó. Thôi bây giờ càng nói rồi. Tại vì á mình sẽ có thời giờ để mà mình phân tích là những cái điểm nào mà nó quan trọng mà nó đã vi phạm.